đón xem số mạng nè con. Thằng Tân thằng Bình là nó cũng là Phật Quan Âm độ mạng nè con, nữa sau này có cái ngôi gia là con phải thờ Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là cái giống như là mẹ hộ mạng cho coi hai vợ chồng con luôn á, đúng không? Không có nhà thì thôi, nhưng mà có được cái nhà nhất định phải thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Đón xem số mạng Tân Mùi là nam mạng, mạng thổ là đất có nhiều người đi, nếu sanh mùa hạ lôi khi nhiều người giúp đỡ kiếm gì tình thương. Tân Mùi tâm tánh hiền lương, giận ai làm dữ nghĩ thương lại người, nhưng mà cách trở mẹ cha ly hương tổ quán sau này mới nên. Số này cốt tướng ít trường, tu nhân tích đức không thì quy tiên. Mình phải là chết sớm đó, đúng không? Có cái dịp nào là có ngày nghỉ nhà đi chợ mua ốc thả phóng sinh, mua ốc. Ốc nó nhân cái này, nó nhân cái tỳ ốc thì nó thường có trứng á, thì những cái đó nó sẽ nhận tích đức, nhận cái công đức của con lên gấp đôi gấp ba hơn là phóng sinh kia. Số này cốt ít, cốt tướng ít trường, trường đây có nghĩa là trường thọ đó. Cái tướng đó là không ít trường, ít trường thọ có nghĩa là sẽ chết yểu, không biết không? Tu nhân tích đức không thì quy tiên, nhỏ thời cầm của không bền, ngày sau mới khá trở nên vững bền. Tuổi này hậu giận về sau, vinh hoa phú quý thảnh thơi an nhàn. Tuổi Tân Mùi mạng nam, mạng thổ nếu sanh nhầm mùa thuận mùa thu và mùa hạ thì sau này có vợ giàu sang phú quý có quan lộc, nhưng phải chịu cảnh tân khổ. Tánh người ít nói nhưng lòng dạ rất ngay thẳng hiền lương, người ăn ở chung thủy nhưng thường hay bạc số chết yểu, phải ráng tu nhân tích đức thì mới vượt qua ải sống lâu. Phải lập nghiệp phương xa mới tốt, số này phần nhiều là số tu hành, nếu có tình duyên sớm e rằng gãy gánh giữa đường, phàm việc ly không tốt, nhưng về sau thì giàu có rất lớn. Cô nói mà hồi đó cô coi tuổi hai đứa con, cô nói hai đứa lấy nhau hạnh được lắm luôn. Bình thường trưởng nam luôn. Cô, cô tuổi con đâu? Chồng bà xin thấy mấy thấy hạ không? Chị. Ủa ai cũng vậy hả chị? Ai trưởng nam trưởng nữ lấy chồng hả?